chai nước u ấy. Ờ đây. Ôi trời ơi, tôi đã đến nơi rồi. Vâng. Ông Sơn Lác là có gì chưa? Nhà con ấy có hai cặp bánh trưng. Tí là hỏi mày kiếm được người yêu chưa? Mắt lắc sạch cái đây kia để bao giờ mới có người yêu. Mà ông Trung này này. Dạ. Kiếm lấy con người yêu đi. Rồi, ta quay còn. Không phải thằng Tư Úc. Nó chứ thằng ai đó. Ui xinh thế. Ui dồi ôi. Ôi, mà cái thằng tự lửa này, nó kiếm ở đâu được con mái. Ui cóc như đứa tôm. Nó có xe đẹp đấy, nhưng thì khác cô gái đẹp. À, Trục, hả? Tao mày không biết lúc nào mới được cưỡi hai em đẹp thế nhỉ? Thèm rõ rãi. Này. Dạ. Mà thằng Trung này sao mua xe mới cơ mà. Ôi u lại nhắc đến nỗi đau của con. Bố mẹ con bắt phải con người yêu mang về ra mắt thì mới chi tiền mua xe. Sao bảo mày yêu con Lan điếc lại bỏ. Cái thằng giả hấp này nó điếc lòi ra, lấy về để phí cái bồn tao. Mà cái thằng tự lửa này kiếm đâu ra con ngon tê nhỉ? Thấy bảo là gái ngành đấy. Gái ngành à? Mà gái ngành thì con nào chẳng ngon. Đúng. Này, con này ngực tấn công, mông vòng thủ. Nhìn nổi cả đám đó mà. Hai đứa đấy à? Vào đây uống nước nào. Vâng ạ. Ra anh bế xuống. Anh bảo gì cơ? Co giò lên, cho xuống nước. Rồi, ở đây làm gì có cướp? Uống nước chứ không phải cướp. Có gió lên. Ôi, Trung Trung. Hóa ra là con Lan người yêu cũ của mày. Đây nước này con đây. Con xin ạ. Lãng phí chưa? Quá lãng phí. Ta này ngu thì chết. Lan nhỉ, em mà vào tay anh nhá, có lâu mới đi tay được tự lửa. Hóa ra là con Lan điếc. Mà sao đợt này nhìn mày khác thế? Tiền vào thì nó khác ngay. Con vừa đưa nó đi trùng tu ấy, mà hết hơn chục củ cơ. Điếc nhưng mà tham cực vụn. Ôi sao mày lại nói thế? Con sợ nó tự ái à? Tự ái cái đếch gì? Điếc nó nghe thế nào được? Con mắng nó suốt ngày ấy mà. Anh đừng. Cho em hỏi quả này bao tiền? Tỷ mốt. Lên được. Hả? Chưa gì đã đòi lên giường rồi. Mới yêu đã đòi lên giường rồi. U lên giường đâu. Đấy, u thế không? Con bảo lên đường thì nó nghe thành lên giường. Đấy, yêu này tốn 5 u ạ. Đấy, con ngủ u. U không phải trả lại đâu. Lên đường. U cảm ơn nhá. Đã bảo u lên giường đâu. Lên phố lượn cơ. Đi lên phố lượn đi. Chỉ lên phố. Cô đi ạ. Hai đứa đi nhá. Ôi. Mày tự cắn lưỡi mày chết đi. Ngon thế mà để sống. Để cái tầng tự lửa nó cứ đi dần bước. Thôi đi bố à. Nha. Trước yêu tao đây này. Lên mạng đặt hết cái này đến cái kia. Xong cuối cùng nó bắt tao thanh toán. Thế thì tiền đâu? Mà này, liệu có phải thằng tự ấy nó mua cái con xe đấy hơn tỷ không? Mày chém rồi. Điều. Này, cái con Lan điếc ấy may ra là hơn 1 tỷ thì còn tin được. Chứ còn con xe nó 20 quay đầu. Ồ, thế à? Này Trung, mày mua ngay một con xe, dắt con Lan về đi. Trung. Tao thấy trên mạng nó giao bán một con y hệt con tự lửa luôn nhá. Đợt mày bảo tao xem này. Mà 20 triệu thôi. 20 triệu, mày bảo đi. Ê, đây này. Đâu. Mà có 20 à? Được đấy. Mà tuyệt tốt nhất là bố gọi luôn đi. Thì không thì tao bán mất đi. Đúng rồi đấy. Mày bấm cho tao gọi. Mày bấm đi. Mày bấm số tao gọi đi.
Alo, vâng, em chào chị ạ. Vâng, chị cho em hỏi là cái xe mình giao bán trên mạng còn đúng không ạ? Vâng. Thế qua xem luôn được không chị? Vâng, thế em qua luôn chị nhá. Vâng, cảm ơn chị, em chào chị ạ. Vâng. Lên đường. Mày đi. Ok rồi hả? Ok. Chị ơi, xe đẹp quá chị ạ. Em kết nổ nó mất đi. Mỗi cái là em đang thiếu tiền. Thế thì nước non mẹ gì. Mày mà không lấy nhanh, chiều có thằng khác nó húc ấy. Trời ơi, khổ lắm. Có phải là em không thích đâu. Nhưng là bây giờ là ông bà già em là phải bắt là phải có người yêu. Phải có con dâu tương lai mang về thì ông bà già em mới xin em. Trời ơi, mà Tết nhất đến nơi rồi, không có xe đi thì nhục lắm chị ạ. Rõ chữ ngu ra. Sao chị non thế? Thiếu gì cách thì bố mẹ mày phải chi tiền. Ôi trời ơi, chị không biết á. Ông bà già em á, mà rắn như đinh ý. Không đưa người yêu về thì còn lâu mới chi tiền nhé. Thế hả? Thế đâu. Chị nghĩ cách cho mày nhá. Chị là người yêu mày. Mày chỉ cần dắt chị về nhà, giới thiệu với bố mẹ mày. Thế là xong. Mày làm à? Chị làm yêu em á? Ừ. Nhưng mà vấn đề cá là như này. Sao? Bây giờ chị làm yêu em ấy, thì chị phải đồng ý cho em ôm với cả hôn trước mặt bố mẹ em. Ôi giời. Phải vậy thì ông bà già mới tin cơ. Tầm này mày muốn làm gì cũng được, chứ không giết chị là được. Thế thì tốt quá. Chị giúp em nhé. Rồi. Bây giờ chị sẽ viết cho mày một cái giấy bán xe. Ngược lại, mày cũng viết cho chị một cái giấy bán xe. Xong, mày viết cho chị một cái giấy vay tiền. Thế là xong, hiểu không? Sao làm gì mà lòng hoằng làm giấy tờ thế hả chị? Ôi giời ơi, tao biết ngay mà. Chữ ngu hiện rõ lên mặt. Lại mày giải thích lần thứ hai. Thế bây giờ nhá, chị hỏi mày. Chị cho mày vay tiền mua xe của chị. Thế về nhà mày, nếu chẳng may bố mẹ mày không có tiền thì chị phải lấy lại xe. Mày phải viết giấy bán xe cho chị. Ôi trời, thì không lành qua lành quạnh. Hình bảo nó luôn từ đầu rồi, có phải là tôi hiểu luôn không? Trời ơi, chẳng hiểu quá. Viết luôn nhá. Viết đi. Lòng vòng. Đây, viết vào đây. Rồi, bây giờ viết. Em Trung ấy, vay chị Mai 20 triệu đồng. Ký tên Trung Bách. Được chưa? Ôi giời, bà này chắc cộm nha. Rõ ràng. Nguyễn Hà Trung. Rồi. Được chưa? Đây. Không bao giờ chịu cập nhật tình hình của con đâu đấy. Ui giời ơi, cái bố này. Trung ơi, ơi, đây là người yêu của mày. Người yêu tao? Lại mày, tôi lại mày. Đây mà là người yêu của mày, tôi lại mày ba lại nữa. Thôi. Gơm nữa, tất cả những việc này ấy, đều do mày mà ra đấy nhá. Riêng em này, không phần về nhai, nuốt chừng luôn. Thôi thế nhá. Này, khi nào rửa xe ấy, nhớ rửa luôn cả người yêu nhá. Được rồi, ok. Thử thế nhá, bye bye. Bye nhá. Con chào U ạ. Xuyên hết á. Mỗi sáng thức giấc bỗng thấy chi riêng mình ta. Thấp thoáng bỗng thấy có những chú chim vừa qua.
không có những chim mà có cả bướm. Ồ, sao mình say, ồ, sao mình mơ, sao lại thấy con dâu trở về. Chợt ta nhận ra, ôi trái đất chẳng thấy con dâu nào qua. Này, con dai rượu của bà ấy đâu rồi đấy? Dồi ôi, chả biết đâu đâu, từ tối hôm qua đến giờ chưa thấy về đấy. Cơm nước cũng chả thấy về ăn đâu. Cái gì? Đi từ tối hôm qua đến giờ? Vâng, giỏi đi, thật đấy. Ờ, đi suốt ngày mà nó không tán được đứa nào. Mà bà bảo nó đi nhá. Từng lấy tuổi đầu rồi đấy. Lấy vợ đi. Nó mới lấy vợ ấy. Thì bà không phải quét chân như thế này. Hai vợ chồng mình tha hồ thời gian tâm sự. Khổ lắm. Tôi cũng sốt ruột lắm, nhưng phải mỗi mình ông đâu. Thế nhưng mà tôi cũng thủ thỉ tâm sự với nó rồi. Nhưng mà nó chẳng chịu nghe tôi. Thôi bây giờ tôi giảm hết trách nhiệm cho ông nhá. Đi suốt ngày mà này, có dán có muốn một đứa không được. Cái thằng ấy nó kém xa bố ấy. Nó thua xa tôi đấy. Nó thua cả cái thằng này nữa này. Cái thằng này nó chỉ cái sỏng chuồng ra một tí cái này là nó bao nhiêu gái này. Ăn đi con ơi. À, ăn vào nhá. Dạo này thấy chân lông mượt da lắm rồi đấy. Ăn vào cho gái nó treo nhiều. Đừng giống thằng con trai tao. À. Ông kiếm cái con mái về thả về đây cho nó vui. Đâu? Bà bị dở à? Ăn đi cho nó trơn lông mượt da phụ hoàng người đó. Con chào bố mẹ. Đây. Xe ở đâu đấy con? Ui giời ơi. Xe con mới mua đấy bố ạ. Anh. Ui, bố chào con một tí. Ui giời ơi. Ui, khổ thế mà lạ quá. Nào, xuống xe. Ui giời ơi. Nè, ai thế này? Con xin tự giới thiệu với cả bố mẹ. Đây là con dâu tương lai của bố mẹ đấy ạ. Con dâu tương lai à? Trời ơi, xinh thế. Thế mày tên là gì đấy? Dạ cháu tên là Thảo Mai ạ. Cháu năm nay 22 tuổi. Cháu đang làm ở ngân hàng ạ. Cháu rất yêu anh Trung. Này, cái thằng Trung này là mèo mù vớ về cá rán. Đã xinh, nó đẹp làm ngân hàng. Đúng là nó là cái tầm tầm mà đánh giấm tầm. Bố mẹ nhá. Thế là cũng thỏa lòng mong ước bấy lâu nay. Ừ. Thì hôm nay là con đưa người yêu về rồi. Rồi, thế là cũng đúng như là lời hứa bố nhá. Ừ. Mua cho bà cái xe này. Ừ. Trời ơi, con cứ yên tâm. Có người yêu rồi nhá. Cái gì bố mẹ cũng chiều. Trời ơi. Trời ơi, con dâu xinh xắn quá. Trời ơi, này con biết không? Hai bác mong mãi nó mới mang người yêu về đấy nhá. Trời ơi, vui lắm. Ông cái bà đứng đây mà mong mấy mỏi á, vào chuẩn bị ngay cái gì để bố con tôi nhắm rượu mừng con dâu tương lai. Yên tâm, có ngay. Đi con dâu đợi mẹ một lát nhá. Trường đi nhanh đi nhậu cái, còn xinh quá cơ, nhìn cứ mát hết cả mắt. Ăn đi ra cho bố xem cái xe cái nào. Ôi trời ơi, đẹp quá cơ. À, mà cho bố mượn cái chìa khóa. Con mới cắm ở đây đấy. Ôi trời. Mặt mũi bác là có tuổi, nó hơi lèm nhẹm. Mà này, này. Dạ. Cái xe này là bao nhiêu tiền hả con? Có 20 triệu thôi ạ. À, có 20 triệu bố ạ. 2 triệu ạ? 20 triệu ạ. À, 20 triệu. Con can tâm nhé. Con có người yêu, con lấy được vợ 20 triệu cả cả 25 triệu bố vẫn đầu tư. À, cái gì? Bố, thế là Tết này con có xe đi rồi đấy bố ạ. Rồi, thôi. Thế này nhá. Dạ. Mày check in cho bố cái. Check in? Ờ. Check in bố với con dâu. Để máy con bố nhá. Okay. Con dâu lại đây bố. Bố, tạo hình đi. Được chưa? Xin một tí nữa bố ạ. Đây. Một tí nữa đi cho đẹp. Đây. Tí nữa. Đây. Rồi, đi con, đi con. Đúng rồi, nào. Hai, ba. Đây. Thêm một kiểu. Thôi một kiểu thôi. Ừ. Đây bố thấy đẹp chưa? Ừ. Bây giờ đến lượt mày. Đến con nhá. Đẹp bố. Con. Bố sẽ nhìn cho mày. Nào chuẩn bị nhá. Vâng. Mày bỏ cái tay ở vai ra xấu. Tay này bố. Ừ. Bỏ cả cái tay dưới nhá. Tay này nữa. Ừ. Đứng xa cho một tí. Xa ra. Xa cho tí nữa. Rồi tí nữa. Tao dám đi. Hai ba.
ba kiểu luôn rồi. Đẹp lắm. Có xe nào, có xe nào. Đấy. Có diện quá này. Hai con rất là đẹp đôi nhá. Bố đứng như này còn đẹp hơn. Bố. Này. Đẹp quá. Ăn cơm nhỉ. Thôi mà ăn cơm qua đây. Đây. Đây đây. Con đâu gọi đây đi mẹ. Bà đi xem bên này. Bà đi xem bên này. Tôi tiếp con dâu tôi. Rồi, 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 rồi. Bố con cầu kỳ lắm. Đây, đây, bà đi qua đi. Cần tiền 1 triệu. 1 triệu, 1 triệu. Rồi. Ai con. Có được bao nhiêu món này? Ờ, đây, con mời bố. Đây, con mời mẹ. Đây, của em đây. Rồi. Em đây. Tôi có ý kiến đấy nè. À, kính chưa? À, kính chưa tôi. Kính chưa bà. Rồi. Và kính chưa cả nhà. Hôm nay là ngày năm hết Tết đến. Cả nhà sẽ được đoàn tụ quây quần. Mà tôi khẳng định là năm mới là nhà mình sẽ có tin vui, tin đầy. Tức là cả nhà nâng cúc cốc là chúc sức khỏe. Chúc sự đoàn tụ cho. Cái xe đẹp anh ạ. Công nhận là xe rất là xịn ông nhờ. Còn dâu nhờ xe oanh phát đấy. Ông ơi, này, tí nữa ăn xong nhá, ông phải đeo tôi một vòng xung quanh cái làng này này cho nó máu. Bà cứ yên tâm về, để tôi tiếp con chơi cái sao. Tí tôi bà triển luôn. Không phải lo. Nào uống uống con. Thôi cho con xin phép cả nhà. Con kính bố một ly. Con mời bố ạ. Mày tuổi gì? Để bố kính. À không, bố mời con chơi bố đi. Uống đi con, cứ nâng lên hạ xuống. Nó khê hết rượu ấy. Nhưng mà con không biết uống rượu ạ. Thì cứ uống một tí rượu vào thì nó mới lên tiên được. Nào, chúc mừng con. Nhưng mà con không uống được nhiều đâu ạ. Quá, còn cứ uống đi, cứ choảng đi. Phải uống tí rượu vì gì đời nó mới lên tiên được con ạ. Nào, uống với bố một ly. Các cụ nó bảo rồi, bà cứ đấy đúng không? Rượu chè phải có tí khả. Rượu chè phải có tí đàn bà nó mới mút. Nào, cứ trả lấy con. Thế thì cháu xin phép bác gái ạ. Em xin phép anh Trung. Cho em được hầu rượu bác trai ạ. Cảm ơn đi. Dạ, vâng. Uống đi con. Ui dạ. Ai muốn con mình làm đi nữa. Nào. Anh đi cả nhà ăn đi. Khổ quá đấy, cái gì này mua con tôi. Thôi, gớm khổ. Nè. Chúc sức khỏe bố. Mẹ con bà cứ ăn đi. Mà khốn luôn. Này, rất rượu, rất rượu. Rồi. Con rất thơ bác ạ. Ngon. Để con gấp đầu cả. Dạ, con bà bác ạ. Thôi nào, bố bà chúc sức khỏe con nào. Con vắt nữa ấy, cho nó đủ đồ uống khổ. Nè, chúc mừng nè con càng ngày càng xinh xắn này. Chúc cô con thành dâu hiền này. Phải công nhận là cái tiểu đường của con nó khá là hết đi. Chuyện con mà uống tới tầm nhá thì ông mô tuổi gì? Làm cái nữa. Dạ bé, bây giờ bố chết nó, nào bố chết cái nữa. Điện thoại của anh nhỉ? Bây giờ con có điện thoại. Cái của con à? Alo. Cái gì? Chị Mai à? Nói nhanh. Hôm nay đến kỳ đáo hạn mà thằng Ngọc Anh vẫn chưa trả cả gốc lẫn lãi. Giờ thì sao hả chị? Mày nói với nó nhá. Trong ngày hôm nay mà không đáo hạn cho tao thì tao chỉ cần phẩy tay một cái thôi thì cuộc đời nó sẽ sang trang khác đấy. Con dâu ơi. Dạ. Sao giọng con giống dân chợ búa, giống xã hội đen hết. Nãy con dâu nói là con làm ngân hàng phải không? Vâng.
Con làm ngân hàng. Ngân hàng còn do con tự mở, con tự quản, con tự huy động vốn, do con, vì con mà ra. Thôi ngân hàng của con tự hết à? Tự hết. Thế à? Thế bố nói này nhá, nhà bố cũng đang có nhu cầu vay vốn. Thế bây giờ thì bố vay vốn thì cái lãi suất của con nó tính thế nào? Con ví dụ vô hình dung như thế này cho bố hiểu nhá. À. Ví dụ con cho thằng Trung, con của ông Mô vay 20 triệu. Mà thôi không phải ví dụ, nó vay thật con 20 triệu. Có bằng chứng đây. Có giấy vay tiền đây. Có giấy mày là vay tiền à? Tiền lãi 10.000 một triệu một ngày. Ông Mô tính đi. 20 triệu, 10.000 một triệu một ngày. Ừ. Tức là một ngày bà tính cho tôi cái văn toán của tôi nó rốt. Thế là một ngày hết bao nhiêu tiền? Mày vay 20 triệu. Mà cái mày vay của con dâu là gì hả con? Thì cô lấy xe đây. Anh Trung chắc mà tiền bao nhiêu một ngày? Sáng đây chị bảo. Mà thôi, mày cứ ngồi đấy. Bây giờ cũng hết ngày rồi, mày xem thanh toán cho chị để chị còn về đi. Bố, mẹ, con cho mẹ 20 triệu bây giờ đảo đâu ra? Coi rồi coi. Có vay thì có trả nhá. Nó vay 20 triệu thì... Nhưng bây giờ ở nhà chưa có tiền. Phải chờ đi cắm sổ đỏ mới có. Mà bây giờ tổng phải thanh toán là bao nhiêu tiền? Tổng cộng 21 triệu. Trời ơi, vay 20 triệu trả 21 triệu thế nào? 20 triệu tiền xe. Một triệu tiền bo. Bo cái gì? Ông Bo nhảy số chậm quá. Con giải thích cho ông Bo hiểu nhá. Từ bấy đến giờ ai chụp ảnh với ông Bo? Người. Ai cho ông Bo ôm? Người. Ai hầu rượu ông Bo? Người đúng không? Vậy khi hầu rượu ông Bo có gái ngồi bên cạnh, ông Bo có thích không? Thích. Có sướng không? Sướng. Sướng thì phải bo. Nhưng mà tóm lại bây giờ chưa có tiền để tính toán. Một số ngày sau sẽ trả. Không có tiền trả bây giờ. Tóm lại cậu không có tiền trả. Không có tiền đúng không? Không có tiền. Ông Bố với bà Bố đậm tiền. Chúng mày đâu? Vào giải quyết việc cho chị. Hai ông bà tự lo mà thanh toán đi. Chào bà. Lan, cháu đấy à? Nhưng mà sao cháu lại đi với thằng này? Hai bác không nhớ à? Cái ngày mà cháu chuẩn bị về làm dâu nhà hai bác ấy, thì gia đình mình chê cháu là bị điếc. Điếc nó mới xiếc ra miếng hai bác nhỉ. Thôi, ông bà thanh toán nhanh, chúng tôi còn về. Không để ngày mai ấy, lại toàn gấp đôi đấy. Bà ơi, bỏ ra để tôi bảo vợ tôi. Bà đây đến cái nước này rồi, vào lấy cái sổ đỏ đem ra cắm để trả cho người ta đi. Ông ấy không được đâu. Sao phải mang đi đâu cắm? Cắm ngay cho tôi đây. Thích thì tao cho vay 20 triệu tiếp. Nhanh lên vào lấy sổ đỏ đi. Còn rồi. Nhanh lên. Mất cả lời rồi đấy này. Ông bà tự lo tiền mà trả đi. Đi chúng mày. Con ơi, cái này là mày giết bố rồi con ơi. Sao mày đi vay làm lãi? Thế này thì con dâu thì chẳng có. Sổ đỏ thì sắp mất rồi. Nhà mình mất hết rồi con ơi, là con ơi, mày giết bố rồi.